Nãy giờ cầm vô đây đi chơi sao mà. Còn đây là cái bánh ô. Đây là cái bánh quài. Nên làm là đặc sản ở đâu à? Hay là bắp ô nướng, ô nướng. Ô nha, bắp là mùi đại đây. Để quên ăn, đại đây. Đại gia, ok, đại gia cầm vô đây đi chơi. Đi chơi, papa. Và đây là cái cò rác bắp, không biết làm gì, đi bộ cho nó ấm. Và dọc đường là cứ hello, where are you from? I'm from Vietnam.